mẹ thật đáng nể, có khi rất nghiêm khắc, lắm lúc lại khiến ta ngượng ngùng. Nhưng khi mẹ nấu ăn, còn gì tuyệt vời bằng. Hãy khám phá những tuyệt chiêu của mẹ trong chương trình Chuẩn Cơm Mẹ Nấu. Chào mừng quý vị đến với chương trình truyền hình My Mom Cook Better Than Your, phiên bản Việt Nam có tên là Chuẩn Cơm Mẹ Nấu. Chương trình do đài truyền hình Việt Nam thực hiện. Chuẩn Cơm Mẹ Nấu là một game show thi nấu ăn giữa hai cặp mẹ con, format hấp dẫn từ nhà sản xuất Fremantle. Có thể bạn không nấu ăn ngon, nhưng mẹ của bạn là người phụ nữ tuyệt vời trong gian bếp. Và điều gì sẽ xảy ra nếu bạn phải nấu ăn trong sự điều khiển của mẹ? Chưa biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn một điều đó là Đại Nghĩa và Việt Hương sẽ hỗ trợ cho hai đội thi. Nhưng hãy nhớ rằng đội chúng tôi sẽ cắt chém đội đối phương không thương tiếc. Giải thưởng rất là cao, lên tới 20 triệu đồng. Và giám khảo của chúng ta đó là hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề, đầu bếp của những ngôi sao. Tôi là Jack Lee. Tất cả chỉ có trong chương trình Chuẩn Cơm Mẹ Nấu. Đội Thủ Tiếu, mẹ Lâm Kim Hoa, con gái Đặng Phương Hằng. Đội Đại Bàng, mẹ Lê Thị Kim Yến, con trai Lưu Minh Tuấn. Đây, mời cả nhà vô. Đây, vô đây à. Dạ, mấy ông quay phim nhà mình tăng động lắm, Vịnh tôi lợi được gì. Thật ra là Vịnh con gái của mẹ, bạn gái của mẹ đẹp á. Mẹ tên gì, ở đâu, làm nghề gì, năm nay nhiêu tuổi? Mẹ tên là Kim Hoa, 54 tuổi, nội trợ. Dạ, rồi con gái nè. Dạ, em tên là Phương Hằng, em là diễn viên. Năm nay em được 25 tuổi. Có chồng chưa em? Dạ chưa. Đây, giới thiệu độ chơi với. Đây, đây. Tươi xanh. Trai đẹp tới liền. Chưa có vợ. Giờ mặt có quen không? Quen chứ không. Ca quen. Sĩ. Ca sĩ, lấy diễn viên mà vô luôn. Vậy hả? Đó là bà Mai nè. Ủa, không được hả thôi. Bà này nè, trong chương trình này bà là Mai không biết bao nhiêu cặp rồi ha, mà chưa được cặp nào hết trơn rồi đó. Đổi mình tên gì nè? Dạ, đội em với mẹ đặt tên là Hủ Tiếu. Bộ nhà mẹ hay nấu hủ tiếu lắm sao? Hồi trước á là sanh bé Hủ ra là bé Hủ nó đặt tên Hủ ở nhà luôn á chị. Tròn lắm. Dạ. Nó tròn giống như cái hủ vậy đó. Nên là hả, ở nhà ba mẹ cứ nói là thôi đặt tên Hủ đi. Rồi mắc mớ đến chữ Tiếu à. Bé Tiếu là tại vì khi mà sanh em ra thì tới khoảng 8 năm sau mới sanh em. Thì trong thời gian còn nhỏ thì em rất là hủ tiếu. Nên là sẵn thay từ cái hủ là cái hủ, nhưng mà chuyển sang thành là món hủ tiếu luôn. Hay quá ha. Bên nhà tôi có cái tên dễ thương. Rồi còn nhà mình sao? Nhà mình sao cô giới thiệu cho mọi người biết nha. Cô là Lê Thị Kim Yến. Dạ. Năm nay cô 55 tuổi. Dạ. Cô làm nghề gì vậy cô? Nội trợ. Nội trợ nhà, nuôi chồng nuôi con vậy nè, đẻ ra Tuấn trời đẹp trai lộng lẫy cả đây. Còn Tuấn, nói chút xíu về nhà mình đi làm sao em? Em là Lưu Minh Tuấn, vừa là ca sĩ và cũng là diễn viên. Bên kia người ta hủ tiếu thì bên mình bị gói hay là gì vậy? Bên em thì chọn cái tên nó là Đại Bàng là cái chắc trốn quá chị ơi. Sao vậy? Qua Đại Bàng là cái nickname của em. Nghe ta dễ thương. Dạ. Không, chứ giờ Đại Bàng hủ tiếu tôi cũng tin. Hát tôi câu tôi mới tin bị ca sĩ. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều. Mẹ luôn là Phật sống của đời con. Mẹ cho con tình yêu cao quý. Mẹ là lý trí của đời con. Trời hay quá vậy. Mà chẳng lẽ bên đây không hát lại? Em hát bài Cả Nhà Thương Nhau đi. Rồi, vô. Ba thương con thì em con... ơi, bỏ đi, em chọn người diễn viên là đúng rồi. Nè, ra kiểm thầm vậy? Hả? Cái gì mà tự nhiên là hạ nhục đội mình vậy? Đi ra kiểm thầm cái đứa nào tới trước nè, lẹ đi, để cho tao quên cái vụ hát đi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi. Thắng thì trước. Mình thua, mình lên rồi, mình đi, rồi. Rồi, đi, mời gia đình hủ tiếu ra đây. Trong mỗi chương trình sẽ có hai cặp mẹ con thì nấu ăn. Nguyên liệu bí mật chính là đề thi của ban tổ chức. Con sẽ có 60 giây lấy nguyên liệu và nấu theo hướng dẫn của mẹ. Sau 15 phút đầu, mẹ được quyền vào giải cứu cho con và thời gian sẽ chạy nhanh gấp đôi. Giám khảo là người quyết định món ăn giành chiến thắng. Bây giờ em sợ nhất là con gì? Dạ em sợ nhất là làm cá. Làm cá hả? Ở đây đâu có ai mà làm cá vậy.
và chương trình chị có thả cua đồng một lần, thả cua biển một lần, bò lởm ngởm vô đây nè, nó hơi giật giật nè, chị nghĩ chắc là không có gì đâu. Bây giờ coi nguyên liệu bí mật của ban tổ chức cho sẽ là trời, bò lởm ngởm thiệt kìa. Thôi nó nhỏ chứ không sao đâu chị. Cái ốc này ta gọi là ốc len. Dạ. Chỉ có một món mà con nghĩ là ai cũng thích, ốc len xào dừa. Dạ. Ha, cô ha. Làm ốc len xào dừa. Gì cô làm nó ngon luôn à? Dạ đó. Để đi làm hả? Chịu chịu. Mẹ có giờ làm cho ăn chưa? Dạ mẹ cũng có làm cho em vài lần, tại vì ốc cũng là một món em yêu thích. Dạ, cái món đó làm được quan trọng nhất đó là dừa. Dạ đúng rồi. À. Mình phải có cái độ béo. Đó, chạy đi lấy nguyên liệu quên dừa đi, biết tôi. Chúng ta sẽ có một phút đi chợ nha mẹ ha. Lỡ mà mình có quên 15 phút sau con sẽ cho mẹ vô cứu, mà chỉ cứu một, dù thiếu 10 cũng chỉ có lấy một. Và chúng ta có một phút. Bắt đầu. Sao chị không cho em xả rau răm, ớt. Ớt hả mẹ? Ớt, xả rau răm. Xả rau răm. Cái gì nữa mẹ? Sữa. Sữa kìa, sữa, sữa dừa. Dầu ăn. Gì nữa vậy mẹ? Còn gì nữa không? Sữa dừa, dầu ăn. Rau răm, rau răm. Rau rau răm. Ốt đầy nhúm rau răm. Lấy thêm đi. Thủ lấy thêm ớt, ớt hiểm, ớt hiểm á. Dạ. Lấy vô không sao? Lấy cái gì nữa? Chạy bên kia lấy bột kia, bột năng. Ớt tiêu hoành một ngọt lấy hết nè mẹ. Bột nêm đường gì không? Dầu tỏi gì không? Lấy đường chưa? Lấy đường chưa? Lấy tỏi chưa? Hết chưa? Hết chưa nè. Con không biết lấy cái gì nữa. Tại vì em ăn em có những cái món này em cảm nhận được cái vị á. Đây, rau răm, có rau răm rồi nhiều nè. Xả. Lật cho kỹ. Xả là chúng ta gồm có 7 củ nè. Muối, đường, đường phèn, bột ngọt, bột năng, sữa đặc và dừa. Thiếu nước dầu. Chưa? Nước dừa. Không cần nước dừa. Thế thôi em sẽ tự làm cái này cũng được. À, mình chỉ thiếu một cái đó, lát mẹ có quyền vô lấy. Dạ. Mẹ chạy vô mẹ lấy cái hộp nước cốt dừa nếu mẹ muốn. Không, nha, mẹ được lấy một mà. Tại sao? Cái dừa đó tại mình sao lấy quá nhiều ớt cốt dừa. Em hồi hộp quá anh ơi. Nếu mà không mình không lấy cái dừa hộp đó thì mình không lấy dừa sao? Tôi đề nghị kỹ luật cậu đây. Sao vậy? Lấy nhiều ớt quá. Đâu? Ăn được hết. Tao không có bắt đâu. Còn lấy cái nồi đi với hụ, bắt miếng nước lên. Rồi trời, lấy cái rổ đi rửa ốc. Rồi đi lại rửa ốc. Lấy nhiều quá. Là cái bao nha, chứ không phải là cái lỗ nha. Dạ dạ. Em đi đâu phim, em không hồi hộp. Mà sao em làm này em hồi hộp quá. Giờ nó đen. Đó, trắng hả cô? Còn có mấy đứa con gái rồi. Có hai đứa. Đưa mặt đẹp phúc hậu. Đẹp phúc hậu. Mẹ ơi, mẹ canh giờ đi, dễ đứa đó chị. Hỏi thăm cô xíu. Cô ngày xưa chú cũng chắc cũng phải dụ dỗ lắm mới được phải không cô? Sao mà chú có được cô vậy? Để nó tập trung nó chặt của nó nghe. Cô có mở nước sôi lên chưa? Rồi rồi, có. Cái ngón tay cô cũng đẹp đúng không? Xưa chú, tại chú hiền lắm, cô thấy chú hiền lắm. Mà chú hồi xưa chú không đẹp đâu. Vậy giờ chú đẹp tại tụi cô thích cái tánh của chú á. Dạ. 30, chắc cũng 32 năm. Dạ, 32 năm rồi. Tổ chức cắm chú già. Nhanh lên, nhanh lên. Rồi nữa con coi cái nước nè, nước nóng nóng chưa, đổ vô miếng nước dừa đi. Nước dừa. Cho vô miếng nước dừa đi. Cái đó dễ làm, để cho Hằng tự làm đi cô. Ừ, con đổ vô. Rồi được rồi đó. Cô, lấy cái tay bí quyết đi cô. Trộn đi. Cái bí quyết mà hạnh phúc gia đình của mình tại sao đến 32 năm rồi mà vẫn hạnh phúc được cô hay quá. Chạy giữ bí quyết gia đình thì chồng mà giận lên thì vợ phải bớt lời đi. Dạ. Dạ. Rồi được rồi đó. Rồi thì chặt ốc tiếp đi, chặt ốc tiếp. Mà con nghĩ chắc chú không có giận cô đâu. Cô dễ thương quá trời. Rồi chặt nhanh lên, chặt lâu quá, chặt mạnh lên. Sao đưa cô? Cái này món này dễ mà xào nước dừa là xong thôi, giờ nói chuyện tâm sự cho mọi người hiểu gì gia đình mình đó cô. Giờ chỉ biết sao giữ nhan sắc được nhìn. Cô vô tư lắm. Dạ. Cô không có nghĩ gì hết á. Rồi mỗi lần chú làm cô phiền lòng thì cô đợi thời cơ nào cô nói với chú. Tội. Mẹ ơi, nước sôi quá rồi mẹ ơi. Bớt lửa đi, nước sôi bớt lửa đi. Phim nào ấn tượng nhất, để lại ấn tượng nhất? Dạ, phim ấn tượng nhất là cũng là phim đầu tay của em, là Thứ Ba Học Trò á chị, là Giả Con Trai. Giả Con Trai hả? Rồi như vậy chắc hai vậy. Hả? Không, chắc hết hả? Cái đó không dĩa à. Còn nhiều không? Thôi được rồi, thôi còn có mấy con rồi, con sợ không kịp á. Rồi bỏ vô rồi. Bỏ vô rồi. Rồi con lấy miếng muối không, bỏ vô đi thôi. Đây nè. Văn kìa, dắt dừa, dắt dừa. Còn ba con bỏ vô. Ê, dắt dừa. Mà em đi đóng tiền. Ta quên, còn mấy cái lượt nữa. Trời ơi. Cái lượt kìa, cái lượt kìa. Dạ em cảm ơn chị. Rồi cái này dưới dính xác dừa không đổ đi em. Không thôi bây giờ con cứ dắt đi, lát lượt lại dắt đi. Em, cái dắt đi. Đóng vai gì em? Hiền hay là sao? Hay là gì quậy hay là sao? Bỏ cái bả ra đây nè chị. Dạ, không, cho em cái này đi. Tại ra em còn một tô nữa.
Dạ thì cũng có cái mà dạ, thì... lát nữa em dắt nước cốt nữa làm cho em có bãi gì không? Chị lấy cái không được chị dắt cái bên này con phải để vô cái này nè để con phải để vô đây này trời ơi làm vậy rồi nước cốt dừa nó dính ốc trong đó làm sao mà ăn được hàng ơi nữa mà bây giờ em làm hai phần rồi bây giờ hai phần mà có hai con cho miếng nước lạnh vô đây nữa cho miếng nước lạnh vô nữa hai con rửa ốc à rồi ai ăn ai nhịn cưng trời ơi nước cốt dừa sao vậy con bỏ nhiều nước à trời ơi quậy quậy đi rồi bóp lại bóp thêm bỏ vô cái tô kia đi đừng lát ngược lại rửa đi cái đó được mà cái đó dừa mà con đổ đi chi vậy mà nó dính nước sát hết sát á chị trời có cái lược lát ngược lại đổ luôn hả đổ luôn rồi có cái lược làm gì không lược ra em có cái lược làm cái gì em nhiều cái đó mới là nước cốt rồi bây giờ con dắt tiếp đi ủa mà sao nãy em làm nước nóng bây giờ là nước lạnh rồi hả chị không sao để nấu cũng được anh ơi nếu vậy làm nãy nước lạnh luôn đi cho rồi em nóng chi thì nước cốt anh ơi đâu có gì đâu rồi hay ra nước nóng rồi bóp mạnh cái này nó cho nó ra đỡ em mà em nói chị làm rồi rồi thôi được em trả chị cái tô này đi được rồi bỏ đi rồi chút ốc ra đi trời ơi cái gì vậy sao bỏ vô đây bỏ cái này mới là ăn nè rồi giờ chút ốc ra đi bây giờ con đổ ốc ra rổ em trả tiền cái tô đi tô lại cho anh mượn á ít quá hằng ơi giờ sao hằng có 12 con được rồi, được mà hút hút cái rột là hết đi không xả đi thời gian còn nhiều quá đâu phải ăn miếng cơm đâu trời đất ơi tại sao ốc không mà dầm như vậy bao tay đâu bây giờ cái đuôi ốc em để đây đuôi ốc mà dính không với nhau sao em rồi làm sao em dạ bây giờ bắt kiếm là nước không bầm ớt vô luôn ớt bầm chung vô nước ốc không mà làm sao mà được em ớt kia đúng không ớt nào cũng được em không dọn sạch cái này đi Hằng ơi rồi, không cho vô cái chén em phải để cái bao tay vô Hằng ơi cho vô cái chén đi hả em lối rồi em ơi cho vậy ai ăn cay lắm được rồi bỏ vô cái chén đi hả lấy cái chén trời sao thịt bầm nó giục ra mét nữa em mét nữa bỏ vô cái chén quý vị khán giả em không phải nhiều chuyện em phải ích kỷ nhỏ mọn nhưng em chịu không nổi cái sự việc này quý vị nghĩ coi cô gái xinh đẹp ở đó bầm trớt bầm về coi chịu nổi không quan trọng á là bầm xả với ớt hiểu không chứ ớt dùng cái đó còn xả đủ đất hết trơn rồi làm sao em có thể bầm được trở thành chú hỏi rồi được rồi con bỏ biết biết gì nóng lên rồi bỏ nóng chưa dầu nóng chưa dạ chắc chưa lửa có không trời ơi chắc em có. Bầm coi nè chị Hương rồi bỏ xả bầm quá ớt trời vô. Luôn bầm quá trời luôn cuối cùng được một miếng ớt một miếng ớt là còn như xả đất đất rồi bỏ vậy? Xả ớt vô bỏ ớt cỡ rồi cưng bỏ xả ớt vô anh trả ớt hả chị à trả cái miếng ớt nhỏ nhoi đó của em lại đúng không xào đi xào cho nó thơm xả ớt lên à em bầm luôn cái dấu hỏi à rồi xào đi em chưa ơi. Nóng bếp tệ nó đi đâu mắt gì quèo quèo nó hoài làm cái khác đi em làm cái khác nóng đi nóng đi tranh thủ làm cái khác đi con bầm rau răm nha con lấy rau răm sắt rau răm lặt ra rau răm lặt đi dạ rau răm đi vừa quá cái rau răm này bỏ vô ăn sống đó phải rửa sạch cái đó lấy cái đầu rửa sạch chảo em ơi lặt đi rồi rửa lặt đi cái rau răm là mình bỏ vô sau cùng nó còn phải là còn tái dạ mà bây giờ dính vô cái ốc này ghê lắm cái ốc là chặt đứt như nhất nhợt rồi cái xả bấm vô đây rồi cái ớt bầm vô đây rồi bây giờ nó bầm rau răm vô luôn dạ rồi bỏ ốc vô lấy ốc bỏ vô xào đi bỏ hết luôn hả bỏ hết vô không em bỏ hai con thôi em bỏ hết vô đi rồi xào đi thơm anh ha gan quá hà chưa gì hết trơn thơm anh ha xào đi xào cho nó luôn hả cho nó thấm ốc đi cái nước dừa hồi nãy còn lượt lại còn cái xác nhiều lắm á coi chừng khét coi chừng bây giờ không tắt lửa không được được cái là gì nè cái bếp á mở bên đây mà con bé tắt bếp bên kia bây giờ con lấy ra đi con lấy ốc ra đi rồi nó khét lấy ốc ra đi lấy ốc để ngoài đi à, bây giờ rồi lượt dừa đi cái dừa hồi nãy cái xác nó nhiều quá giờ lượt ra cho nó sạch rồi bóp thêm miếng dừa nữa cô chạy vô cô lấy lon dừa được á con giờ chạy bấm nút thôi bấm lại đừng bấm không đừng bấm lấy cái lon dừa lấy lon dừa cho em dạ bên đây đâu có nước con rồi mẹ bấm lại có ba con ốc à dạ rồi được anh ơi bây giờ tôi giờ con bỏ chảo lên là nãy mà đổ nước dừa cho nó nóng là nước cốt giờ nước loãng bây giờ hai nước như nhau đấy chị Thương tôi là nước cốt tôi là nước dạo biết cái chân liền chắc hấp thử miếng đi bấm lửa lên đi trái dạ rồi dạ rồi dạ rồi xào lại cho nó nóng rồi bỏ nước dừa vô khi mà dắt cái nước cốt dừa ra hai tô á thì một lát mình rối quá mình không biết cái nào là tô nước cốt và cái nào là tô nước dảo hết trơn á xong rồi mấy anh chị ở ngoài còn phá nữa chứ nói quá trời nói hỏi có những câu Hằng không kịp trả lời luôn cũng không sao tại vì trước sau thì mình cũng đổ hai cái thứ nước vừa dừa đó vào thì thấy nó không có đến nỗi nào phải dở
Dạ, cái nào nước cốt, cái nào nước chả con. Sao biết, sao biết được. Thôi, chắc chung rồi hả? Trời ơi, bây giờ đổ vô đi, đổ vô đi. Cái nào giáo rồi cô? Thôi, giờ đổ vô đi. Có, bây giờ cái này gì, cái này gì? Cái này gì? Cái này chắc nước chả quá, nè, nãy chắc chả ít hơn. Nước cốt đâu? Nước cốt đây. À, giờ rồi. Bây giờ con bầm nó ăn nha. Giờ con bầm lấy kem xả, đập 2 khúc đi. Nước vừa qua mà nó nhớt nhợt kìa em ơi. Phải rửa qua cái thớt em ơi. Chặt làm 2 khúc đi rồi đập ra. Chứ là cái này dày, sao đập nổi nè. Rồi 1 khúc nữa, rồi đập đi. Đập. Trời, nó văng ốc tùm lum hết. Hả? Rửa rửa nữa. Rửa luôn hả em? Giờ quá nhờ con. Rồi em rửa, rửa. Cái thớt mà lầy luôn rồi, không rửa. Rồi đảo, đảo, đảo đi. Đặt đâu ra mà rửa đi. Ủa cái đống này em đặt đâu rồi, anh biết. Ba lạc xong ba bỏ nhùi trong đó đó. Rồi giờ tìm không ra. Bớt rửa phải không ạ? Không được rồi, để đó đi, để đó đi. Cái này làm quá bên trong nó teo héo rồi còn xíu. Mà vui nhất là nước dừa vẫn nằm ở giữa, còn hóc nằm xung quanh. Cộng vô giùm em. Cộng vô. Nè, nước dừa tập trung ở chính giữa. Rồi thôi, ốc nằm xung quanh. Bây giờ con bỏ cái cốt nước dừa vô đây. Trời ơi. Bỏ cốt nước dừa. Không phải thôi thiệt cả. Trời ơi, nó không rửa đâu Râm. Nó bỏ lên trên chiếc nước mà cắt ốc. Bây giờ bỏ vô ăn. Trời ơi. Không ăn đâu. Bây giờ con bỏ nêm đi, bây giờ nêm đi. Rồi thật sự là có rửa chứ không phải không rửa đâu, nhưng mà tại vì lên chương trình cái hồi hộp quá nên là Phương Hằng quên mất rửa, với lại sợ là thời gian không kịp, tại vì ít có thời gian nấu ăn nên là mọi thứ nó còn vụn về lắm. Như đây được không ạ? Cái gì vậy? Miếng nữa, miếng nữa. Rồi tại sao quay quậy đi, rửa đâu Râm, rửa đâu Râm, chưa 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 cho nó Râm, giờ lấy đâu Râm lại em mét tiếp hết trơn nha, mẹ mẹ ơi, trong miếng miếng gì vậy? Chưa, để nó ốc nó thấm thấm một cái. Em phải mét thôi, nó có sách mách có chứng. Mọi người dòm đi. Cái thớt nhớt nhợt, ốc không. Đuôi ốc còn đây, xả còn đây, ớt còn đây. Rau răm bả chưa có rửa. Mà bả bầm vậy này chịu nổi không? Làm sao mà dám ăn? Rồi được rồi, đem lại như chị em mình vậy đó. Đem ra sắc diện nhỏ này. Cô công nhận gái cô hay sợ. Nhỏ này đi ngoài dùng ghe nó không có vô khu trung tâm. Sắc dạ, đi, sắc vô ghe. Để ốc ngoài dùng ghe. Làm sao nó thấm vô ốc? Làm sao thấm được, hay thiệt. Còn hũ nước cốt này mà con lấy ra đây làm chi đây, để cho có hả? Để con nếu mà cuối cùng thiếu thì... Trời ơi, rửa nó nằm xong. Trời ơi, sáng lên cái thớt nó nữa. Gà mét nữa đi. Trời ơi, bỏ nó Râm vô đi. Bỏ nó Râm vô, bỏ nó Râm vô. Trời ơi, hai mẹ con đụng mất Râm rồi. Trộn, trộn đi. Trộn đi. Mẹ em trộn đi. Nêm thử coi, nêm thử coi. Ba mét nữa. Nêm thử coi béo không? Không mét nữa mệt quá rồi. Nêm thử coi béo không? Cậu dám nêm luôn hả? Cậu lấy cái tô nêm đi. Nêm, nêm đi, nêm nhanh lên. Chứ anh mặn mặn quá. Bỏ đường vô. Ủa mình chưa có bỏ sữa này sữa đâu. Sữa đây nè. Đúng rồi, chấm sữa. Đừng có chơi nguyên chén. Trời ơi, sữa nó nhiễu nhiễu dài dài ra ngoài bếp. Rồi nêm lại đi, nêm lại. Mà nó sôi chưa mà em dám uống vậy em. Sôi rồi, hơi ngọt. Rửa trời, giờ mẹ chạy vô nha. Nhiều sữa quá. Dạ mẹ. Hơi ngọt. Vô ơi. Vô đi mẹ, vô đi, vô đi, vô đi, vô đi, vô đi. Bỏ con nửa chén nữa nó hơi ngọt. Sao con bếp không sôi vậy? Làm sao sôi được, nó tắt rồi làm sao sôi được mẹ. Đây số 5 rồi cô, lên không, là số 9 nha, rồi. Mẹ giữ vui đó kìa. Cái thợ, mẹ vui. Cầm cái dao đi cái ghê. Đó là chợ cắt nữa kìa. Nó bỏ lên cái thớt nó cắt nữa kìa. Bây giờ tới ớt nữa. À, em cắt hồi miệng nha, cắt hồi miệng. Em ơi, được rồi, sao bất chấp vậy em? Được rồi, mẹ có ớt, cái thớt của em nó gớm không? Mẹ ra nha, mẹ ra nha. Hết giờ rồi, hết giờ. Cái gì? Vậy là xong rồi đó hả em? Ăn luôn rồi hả em? Dạ, chị làm ơn tắt lửa giùm em đi. Sôi rồi phải không? Sôi rồi, được rồi. Được rồi hả em? Vớt hai dĩa. Chị đã ăn rồi hả? Rồi cái hộp nước cốt kia làm gì hả mẹ? Ôi khỏi béo rồi, xưa kia béo rồi. Hạnh phúc và sung sướng. Cười là anh đã hạnh phúc đó. Người kia béo rồi. Cắt trên cái thớt đó. Có hề nấu qua. Mấy miếng ớt. Còn gì nữa, tắt ớt, tắt cái bếp đi, để nó sôi ra ốc ngay. Miếng nào mới đấy, nó như một cái cùi. Cái ớt chưa có rửa. Để lên cái thớt mà. Chị ớt giờ chưa vậy chị? Ốc nè. Cái này món ăn giảm cân nè, phải không cảm ơn. Nè, làm xứng nhanh thắt hồi đề nha. Ớt sắp dài dài, nó mới nè. Cắt nữa hả? Ủa, nó nghe nè, cái ớt này còn quá trời sao cắt cái nữa vậy? Em hồi hộp quá em thôi. Hả? Đưa cái tủ cũng cắt nữa. Cắt hết. Em lượm cái ớt trên cái thớt. Để con để Râm vô đi, Râm tao đẹp. Lụm trái ớt ở trên một cái thớt dơ, chủ yếu trái ớt sạch thôi. Thật sự thì Phương Hằng có biết là chương trình có nhiều thớt, nhưng mà lúc đó là bị rối, bị hồi hộp,
ví dụ mình diễn á thì mình không có hồi hộp, mà sao không biết tại sao khi mà nấu ăn là hồi hộp lắm, vừa làm mà ha tim đập thình thịch luôn á, sợ không kịp giờ. Cũng lúc sau thì anh Nghĩa với là chị Hương cũng nói là rửa thớt đi. Hằng nghĩ là thôi mình chia ra từng khu, chịu nửa cái thớt này thì mình bầm ớt, nửa cái thớt này là mình làm rau răm, rồi nửa cái thớt thì mình phải làm những cái việc khác nữa. Nhưng mà nghĩ là chắc là cũng có vệ sinh đó, tại vì mỗi thứ một lát cũng là đổ vô chung một nồi nấu với nhau mà, phải nấu sôi mới ăn được chứ bộ. Mẹ vui vẻ hạnh phúc quá hả, làm như mẹ thích á. Dạ, ở nhà em làm món này gia đình mình ăn hoài hả mẹ? Làm hoài à, đi quay thì thôi, về nhà là cứ ăn ốc, dạ. Ốc xào dừa. Nhưng mà tại là mẹ em làm thôi là chị. Ốc xào me, ốc xào bơ. Dạ, chắc gia đình bác giữ được cái body ngày đẹp ngày hôm nay là nhờ những cái món như thế này. Được chưa mẹ? Dạ. Được chưa em? Thôi ăn thử một con hả? Mời mẹ hả? Mời có tuổi rồi. Mời mẹ hả? Con thử đi. Con thử đi. Hút coi nó nào. Tại biết thương mẹ chứ em. Ăn luôn trời ơi ba. Ngon không? Béo không? Tuyệt vời. Trời ơi! Trời ơi! Tuyệt vời! Vậy thì còn nói gì nữa? Hết chưa? Em chóng mặt quá chị Hương ơi. Tuyệt vời! Em về nhà. Em chóng mặt quá, em đi mua thuốc cái đã. Ừ. Anh chờ em nghe. Ở nhà em làm thì em làm từ từ, em không có bị rối. Không, em ở đây đâu có gì đâu rối. Nè, em nhìn gian bếp của chị. Không còn chỗ nào mà em không phá nó đâu mà không rối, em thấy không? Đây nè. Em ơi, bây giờ ốc còn bò kìa. Em thấy hay không? Em giờ xuất sắc trong lòng chị, em số 1. Tôi thấy thì cái món ốc len xào dừa này thì nó cũng rất là đơn giản. Nhưng mà tại vì bé Hằng có lẽ là tới đây phần thì hồi hộp, nên thành ra là bé nó còn hơi vụng về một chút. Hai mẹ con chỉ cái dĩa nào nè. Dĩa thì bạn giám khảo đi ha. Dạ, bạn giám khảo rồi đây. Cầm lên cho vào gia đình bên kia. Chị ghé ngang tiệm thuốc tây mua luôn thuốc để tài trợ cho chương trình. Thưa quý vị, sau khi gia đình bên em uống thuốc đau bụng xong dằn trước á, bây giờ thì cũng đang hồi hộp và chờ đợi coi cái món nhà bên Phương Hằng mang qua như thế nào. Chị Hương ơi, nhưng mà dạ, cái này cho em, mình làm của mình xong rồi mình ăn được không? Dạ. Hay là không, mình phải ăn bây giờ? Phải ăn đây nó gọi giờ là cái chiêu của chúng em. Em qua đây em nha. Hằng ơi, hôm nay là anh biết em rồi đó. Dạ, con mời gì? Bác mời anh món ốc len xào dừa. Cứ về gia đình ta. Về gia đình ta ăn. Mặt mũi nào ở đây nữa em? Anh ăn chưa? À, anh không, anh thử mùi là no rồi có nha. Mạch vàng, mạch vàng em thấy cái con ốc à? Tại vì chắc làm lâu quá đó, ốc thuốc ở trong rồi. Dạ, cô thấy sao cô? Ngon. Trời ơi, mẹ em. Em thì em thấy nó cũng đậm đà nhưng mà nó bị thiếu ngọt. Thiếu, hồi nãy là bỏ ngọt nhiều quá lố tai đấy em. Xong sau đó mình thêm cái khác vô nữa. Rồi, bây giờ mình ăn một con thôi nha. Đừng ăn thêm nghe không? Giữ sức cho bếp mình nóng của mình. Dạ, bây giờ tới phiên gia đình của em. Dạ, bếp, mời cả nhà mình. À, ốc len xào dừa. Thơm vô, màu sắc cũng đẹp ha. Rồi, lấy tay đi. Các bạn phải nhớ nha, trước khi mình làm ốc á, quan trọng á, cái bước á là xử lý ha, cho nó sạch. Và chắc cảm thấy á, cái nước dùng á, nó hơi ngọt. Yeah. Thì có thể thí sinh này thì xài sữa đặc. Cái bí quyết của mình nó xài cái trường hợp này thì mình phải suy nghĩ nha. Cái vị ngọt tự nhiên là của nước dừa rồi. Nào mình thêm sữa đặc thì nó quá ngọt. Cái ốc á thì nó ăn cũng được, nó tươi, nhưng mà cái sốt chưa thấm vô, ăn hơi lạc. Dạ. Yeah. Rồi hẹn các bạn một chút gặp ha. Giờ Tuấn khám phá xem bên trong này là gì em. Mở ra coi có gì ở trong thì mình nấu cái đó nha. 1, 2, 3. Tôm. Nhiều món liên quan tới tôm lắm, hấp bia, hấp nước dừa, thấy không? Rồi rim, kho, nấu lẩu. Nhà mình nấu món gì ăn với tôm cô? Tôm thôi mình nấu. Tôm tươi. Tôm tươi. Tôm tươi là mình để nguyên con vậy đó hả cô? Món riêu đi, xong mình băm. Băm ra mình làm món. Làm riêu. Riêu. À, làm riêu. Bún riêu nó phức tạp lắm đó nha. Đúng rồi. Em có tự nấu nhà bây giờ chưa? Chưa. Nhưng hôm nay tập nấu. Nhưng mà má em có nấu cho em ăn rồi. Nói chung cái món bún riêu tôm thịt á thì nó hơi nhiều. Là mình cũng sợ là cháu Tuấn nó bối rối, nhưng mà
thôi thì bắt được cái gì thì cháu nó sẽ làm ở đó. Khi mà đưa ra cái món tôm mà mẹ chọn món bún riêu thì thật sự Tuấn cũng hơi lo, bởi vì nó quá là nhiều thứ. Nhưng mà được cái là Tuấn cũng đã từng ăn cái món đó mẹ mình nấu và cũng đã thử nấu một lần rồi, cho nên là cũng bớt đi phần nào đó, nhưng mà thật sự cũng rất là hồi hộp. Cô ơi, cô giờ mình có một phút thôi cô, 60 giây ngắn ngủi lắm. Dạ. Cô phải nhắc em liên tục để em lấy đầy đủ tất cả những cái nguyên liệu cần thiết nha cô. 60 giây bắt đầu. Dầu, bột ngọt. Dầu, bột ngọt. Rau, phải lấy rau, rau rồi. Cái gì vậy? Sao mà cái sạch dạng rau của tôi vậy? Xà lách hành ngò, cà chua. Cà chua, ớt hành. Ớt hành. Tỏi, lấy không? Chạy lẹ tốt. Cà chua nữa, một trái cà chua. Ớt hành, chanh chưa? Chanh. Sẵn tiện lấy đi. Chạy bánh rồi đi em, cho nó màu đỏ đẹp. Rồi, màu nữa, màu gạch tôm. Màu gạch dầu tôm. Ăn. Dầu đường bột ngọt, dầu hà, dầu... Rồi trứng. Trứng, bún. Để chồng chất lên hết vậy đó hả? Lẹ. Xà lách rồi. 2, 1, 3, hết giờ. Hết giờ rồi em, hết giờ, hết giờ. Mình kiểm tra nguyên liệu trước cô nha. Một cái hộp vịt. Một cái cà chua. Cái này là gì vậy em? Cái này là màu gạch tôm á. Màu gạch tôm á hả? Bún. Cái này là heo nè. Xương. Xương. Tôm khô. Này là huyết. Đậu hũ. Xà lách. Một trái chanh. Tại sao đẹp trai mà đi chợ còn không thiếu đồ nữa? Rau. Tiêu. Em ơi, mình chỉ có 35 phút để nấu món này. Cái Hương nghĩ cái này đó phải không cô? Tại mình phải giải thích. Bún riêu thường là phải cua đồng. Ừ. Nhưng mà thật ra bún riêu là một trong những món gọi là dân dã của miền Bắc ngày xưa. Yeah. Là người ta đi bắt vài con cua đồng về, người ta giả lấy miếng nước nấu, bỏ vài trái cà sau vườn. Đúng rồi. Chỉ vậy thôi. Sau này cái mình du nhập, mình bỏ thêm đậu hũ vô. Rồi yeah, mình bỏ miền Nam, mình bỏ thêm quýt vô. Nhưng tại sao hôm nay chúng tôi lại nấu món này? Với món tôm này cô vẫn nghĩ ra được món bún riêu. Đây là cũng là một trong những món bún riêu mà tôi nghĩ Nghĩa rất là rành. Chúng ta sẽ chế biến bằng không có con cua thì tất cả các loại cua nào. Thì chúng ta làm bằng cái này, bằng tôm. Chứ không phải nhất định bún riêu cua là phải có cua nha quý vị. Đúng rồi. Anh dạ, em nhiều khi thắc mắc em nghĩ đây là món bún riêu tôm thịt. Đó, đúng rồi. Mình cái cách mình biến tấu từ cái món bún riêu truyền thống ra. 35 phút nha Tuấn. Bắt đầu. Cái nồi bắt nước lên. Bắt nước để thả xương vô, rửa xương đi với muối. Rồi xong là lấy nước sôi, lấy xương nước trộn xương. Bỏ xương vô cái nồi ra rửa luôn cho nhanh. Bỏ miếng muối vô trong đó. Vô. Sao mà nó trái ngược với bên kia quá. Rồi xương, bỏ miếng muối vô. Bên kia người ta là bóc bằng tay. Không, bỏ miếng muối vô rửa. Nó dám lấy găng tay nó thài kìa bé. Em làm cái chuyện mà phi lý mà. Rồi, bỏ nước vô rửa đi. Bỏ muối vô, bỏ nước vô. Phải rửa nước muối. Trời, phải rửa nước muối nữa. Trời, đúng rồi. Rửa lần nữa. Dạ. Bỏ đầy không mấy hay là chắc bỏ? Chắc là không, lựa hạt cỡ 2 tô thôi. Để trụng lên sôi cái đổ ra cái bắt nước khác lên. Coi như là cái nước xả ban đầu á, dạ. Rửa xương á. Cho nó trong á. Thớt dao. Con bắt nồi nước lên rồi chứ. Rồi dạ. Bắt nồi nước sôi cho sạch. Tính toán hợp lý chứ không? Bắt riêng một nồi nước bên ngoài nữa. Không lẽ giờ hai đứa dắt díu nhau ra bắt nữa cái xương nó sôi đổ ra rồi qua bỏ vô cái nồi bên này sôi cho nó khéo vậy. Tôm ngâm rồi lột tôm luôn. Tôm ba con tôm rồi. Hỏi mẹ có nửa chén. Hết đây luôn hả má? Không, ít thôi, nửa chén thôi. Đó, người ta chưa kịp hỏi chị hỏi chiếu trước chị lanh quá chị Hương. Lanh quá. Ừ. Bỏ vô ngâm rửa sáu sáu cho cát. Trai ngoan dễ thương vậy không? Ờ trai rồi chứ được. Thật kỹ rửa à má. À rửa cho sạch cát ra, lóng lên. Rồi con lột ba con tôm đi. Dạ. Rồi. Tuấn có mấy anh em lận cô? Tuấn có ba anh em. Tuấn là thứ mấy cô? Tuấn con đầu. Dạ, trời làm anh thành ra là anh phải giỏi biết giang. Làm hồi nhỏ cả mọi thứ gì đó. Lúc em mà 9-10 tuổi má em cũng hay xa em đi chợ lắm. Dạ, giỏi lắm, dạ. Đi được giỏi được. Em đi thì cứ cầm cái tờ giấy á, rồi má viết cái gì đưa cho người ta rồi người ta rồi, em nhanh 4-5 con dạ, đi con. Hồi xưa ở ngay chỗ Đắk Lắk, Đắk Minh, Đắk Nông. Dạ. Nước sôi rồi con đổ cái nồi nước xương ra, chắc cái nồi nước xương ra bỏ qua nồi nước sôi bên kia. Đó. Đổ nồi nước xương ra đi. Nào ra kia đổ như cơn bão. Không, làm bếp gọn bấn sạch thiệt sạch. Đổ vô rửa đi, đổ cái nồi ra nước rửa đi. Xong rồi lấy cái nồi lớn đó đổ nước sôi qua. Đúng mình rồi. Có cái rổ đó em. Đúng rồi, rửa nó đi. Phân thoát rồi. Bỏ vô con dại nhỏ con. Chợ là giỏi lắm. Rồi bỏ xương vô. Bỏ xôi chưa, bên đó xôi chưa? Bóc đã vô dạ, đi, nấu xôi mà lo gì. Chưa xôi hả? Rồi cứ bỏ vô băng đi. Con tay em sạch lắm, em rửa nãy giờ rồi. Rồi tôm khô, rửa tôm khô đi với thịt băm. Em đố chứ tìm được trên cái bếp này cái chỗ nào dơ đó. Thịt rồi băm. Băm đi con, lấy cái dao dần cho nó nát đi chứ. Đó, dần đi chứ. Lấy cái tay đó. Hành củ nữa, hành củ băm chung luôn. Dạ.
gọn gàng thích ghê vậy đó hả? Rồi cái con băm cho nhỏ thịt luôn, rồi cái con lấy cái cối con giả sơ đi cho thịt rửa sạch rồi chị. Rồi rồi rồi, thấy giỏi quá, giúp đó. Làm tôm sắc hơn nữa cũng được, chứ thịt ít quá nó không kết. Nhưng thật sự rất là khó canh giữa cái thịt và cái tôm, và cái tôm tươi với tôm khô đó nó rất là khó canh, bởi vì mình phải bỏ cái nào cho nó ba cái nó phải hòa quyện với nhau, chứ không có thì nó sẽ không dai. Khéo quá Tuấn ơi. Khéo léo. Mốt về hầu vợ Tuấn ơi. Ừ. Hành củ đâu? À, hành củ băm vô. Cái nồi xương sôi quá có chuyện nó tràn. Vỡ nắp đi. Vỡ nắp ra. Vỡ nắp ra trước khi muốn cứu một cái gì đó. Rồi. Lột cái hành củ ra. Vỡ hết hành chay hả Tuấn? Dạ. Em ăn một năm rồi. Trời đất ơi. Thấy chưa? Hủ tiêu. Thấy đại bàn ta làm chưa? Không có chuyện gì nó mét hết trơn á. Rồi bỏ vô xay cho con vậy, xay cho nhanh. Xay đi. Hành hành rồi chị. Xong cho dạ. Miếng tiêu bột ngọt. Rồi bỏ vô xay đi. Dạ anh Tuấn ơi, nhanh nhanh lên. Bỏ vô xay đi. Dạ. Bỏ vô xay, bỏ vô cối xay đi. Đây thì con hốt vô này. Hốt vô cối đưa vô máy xay đi. Đúng rồi làm nhân. Từ từ rồi. Rồi lấy này quậy em. Quậy quậy. Cho cái trứng vô đi. Rồi. Đẹp không chị? Đẹp. Rồi hợp lý. Được rồi, đổ ra đi con. Đổ ra đi. Cái tô con, lấy cái tô. Lấy hai cái muỗng nữa tới để ấy nhân. Mau lên. Rồi lấy hai cái muỗng để ấy nhân. Một cái múc một cái ấy cho nó đều đều lại. Nhưng mà phải trộn dầu ăn cho nó. Không trộn. Không, bỏ vô vậy thôi. Em nhúng luôn vô. Con rắc vô vậy, nước sôi rồi con thả vô. Nhúng cái muỗng vô nó. Nước sôi rồi má. Rồi thả vô đi. Nhúng cái muỗng vô. Nhúng thả vô. Rồi, đó, vậy thôi. Đúng rồi. Nhúng vô là nó không có bị, hiểu không? Nó đè cho đều. Đè rồi. Vô hành cứng đi. Cho đều. Rồi nhúng muỗng. Rồi bỏ vô được rồi. Cục lớn tí cũng được con, cho nhanh. Còn thắng miếng mỡ hành nữa. Được rồi má ơi. Cái gì rồi. Vậy? Dạ. Cái sao này. Sao gia đình gì cho ba con tôm rồi còn nhiêu để trong ngoài đó? Dạ. Mày bỏ vô đây luôn cho nó ngọt nước không được hả? Bỏ đi con, bỏ đi liền vô đi. Đó con lấy muỗng con dắt cục bỏ vô đó. Nhúng cái muỗng vô là nó chín gì đâu. Đâu dính đâu mà. Tí mình lượm mấy cục đẹp mình trang trí. Rồi cho nó ngọt nước. Rồi băm củ hành đi. Dạ. Tuấn, thời gian đi hát, thời gian đóng phim là thời gian nào ở nhà nấu bếp mà nấu giỏi vậy Tuấn? Em lâu lâu ở nhà cuối băm tuần đi, băm đi cái em mới nấu. Rồi con bỏ cái đó ra cái chén đi, hành nó ra chén để rồi phi. Rồi nêm gia vị vô trong cái nồi nước, tí đường thôi con, nước ít, thêm nước vô ít, thêm miếng nước rồi sắc đậu hũ với lại huyết rửa đi rồi bỏ vô. Lỡ có bụi á. Rồi tôi có rửa huyết nghe cô Phương Hằng. Rồi đội nhà bỏ cái đó vô. Dạ. Rồi cắt hai cục thôi. Tô cũng hai cục nhỏ thôi, bốn cục thôi. Rồi bỏ vô. Rửa đậu hũ sắc bỏ vô luôn. Nhanh sắc đậu hũ bỏ vô đi. Sắc như vậy hả má? Rồi sắc ngược lại, sắc lại. Rồi được rồi. Đậu hũ như đó thôi. Rửa cái thớt đi con sắc rau. Thời gian đứng không sắc rau đi. Giờ bỏ gạch tôm vô má. Rồi bỏ dầu điều với gạch tôm hả? Ừ, chén ít dầu vô. Rồi con quậy lấy đũa ấy, cái muỗng ấy lên. Màu gạch tôm đấy hả? Ấy chén nước pha ra. Đũa đổ từ từ, canh đổ từ từ. Coi nó thiếu thì thêm sau. Anh nhìn tắt bếp của em đi. Tắt bếp hay không? À, không, tắt ít thôi. Ít thôi. Rồi lấy chảo thắng hành. Sao nó chưa vô cái màu như cái cục đó hả? Dạ. Chưa đâu, chưa thấm. Sắc rau đi rồi thắng hành. Cô ở nhà mình có dạy cho em nấu ăn cô sao mà khéo léo quá trời vậy con? Vì Tuấn nó đi xuống như này lâu rồi á. Dạ. Cho nên là cũng đôi khi á. Em ở mình á anh. Tự nấu. À, dạ. Ở mình không phải ở chung với gia đình nữa cô. Không. Dạ. Rồi con. Ở một mình là phải tự nấu. Con lấy cái rổ đi, con hốt rau với lại giá. Lấy con rửa. Giá với con lặt rau cánh giới trộn rửa trộn. Rổ đâu ta? Rổ đây, rổ đây nè. Giờ con muốn cô vô cô nếm thử không con? Bỏ từ từ. Dạ. Mình được vô rồi đó con. Hoặc là có thấy thiếu cái gì, nước mắm hay cái gì con muốn lấy thêm. Bây giờ làm sao con bỏ này qua bên đây đi em. Có ấy không? Có dao phải rửa sắc không? Còn không có thì con lấy cái dao sắc mỏng ít thôi, sắc cho có ít thôi. Rồi bắp chuối sắc thiệt mỏng ít thôi, trộn vô đó. Rồi rau cái muống, giá. Cần rửa hết không em? Cái này phải rửa lại anh. À hả. Con lấy cái chảo đi, má thắng hành cho. Dạ. Cái chảo đâu? Ừ vậy con sắc đi, sắc ít thôi, sắc thiệt mỏng. Rồi rau muống ít thôi, vừa giá, trộn vô với cánh giới lặt vô rồi rửa hành ngò sắc. Sao luôn. Không dùng dao bào bào em? Em không thấy dao bào. Có chứ. Thôi được rồi đó. Ít thôi. Đây nè em. Lấy dao bào đi, bào sơ cho nhanh. Đây. Cái này người ta kêu là dao bào. Em mượn. Cảm ơn anh.
Rồi được rồi. Được rồi, rau muống với giá trộn vô đi, lật cảnh giới. Thôi trộn vậy đi, lật cảnh giới được rồi. Cô muốn vô nếm thử, con vô nếm cái đi cô, cho nó chắc ăn. Dạ, cô bấm nút nha. Bấm dạ. Nếm đi má. Muối đâu con? Má mình thấy không? Đây hả? Đó, bột ngọt quá. Đây. Hồi nãy con cho đường chưa? Bình thản lắm. Gia đình bên đây thản, bình thản nhiên lắm em. Không có việc gì phải rối. Cô nói chứ mỗi lần khu vô là thời gian tăng gấp đôi đó nha cô. Con cắt cà chua đi Xuân. Nếu con đêm xong mấy mình ra bấm nút quên, thời gian tăng nhanh gấp đôi. Rồi rồi. Hành ngò sắc bỏ chén đi, rồi cà chua sắc bỏ chén luôn. Rồi ớt nữa. Xài cái nửa trái đó hả? Dạ. Rồi cái gì nữa? Thắng mở hành, thắng mở hành. Rồi bỏ hành vô đi. Bỏ hành vô quậy, lấy được của quậy đi. Để tô để sẵn bỏ rửa giá bỏ vô tô ít thôi, bỏ giá mình vô trang tô trí được cái gì mình làm cái đó đi em. Hai dĩa rau thì đó, hai dĩa rau, hai cái tô, hai chén nước chấm, hai cái tô con bỏ ít giá vô dạ. Với bún vô. Có làm nước chấm không em? Dạ. Không có nước chấm gì không? Có cái chén chút, lấy cái chén nhỏ bỏ miếng mắm tôm vô. Miếng mắm tôm vô đó. Lấy đũa gấp bún vô. Lấy bao tay, tay. Đó, bóc tay, bóc đi. Thôi bỏ lại vô, tí nữa con nấu miếng nước trụng là nó giả ra hết á. Thắng miếng mỡ hành, con đổ mỡ hành ra, con đổ miếng nước vô chảo á. Là nó sôi cái con đổ vô tô con trụng ra. Dạ. Trụng trực tiếp tô rồi trút ra vậy nè. Trút trụng ra cho nó vừa vừa bún thôi. Món này đùm rào á. Món này phức tạp quá mà nó về em làm vậy là nhanh lắm cái luôn nha. Rồi coi hành phi đó được cái đổ ra chén. Chưa có vàng. Nãy giờ để lửa chanh, nhỏ. Chanh, cắt chanh ớt vô cái dĩa nhỏ đi. Em chuẩn bị sẵn hết tất cả những cái đó đi. Chanh ớt vô dĩa nhỏ đi. Chanh không hạt nè. Rồi con bỏ chanh ớt ra cái chén đi. Rồi con lấy một cái chén nữa, có để mỡ hành được, con đổ mỡ hành ra, con cho miếng nước vô, con trụng bún. Nó vàng là đổ ra liền đó. Ra được, để xuống đất chứ không dính vô tay. Phỏng tay em à. Đó, cào xuống. Rồi, lấy miếng nước bắt lên để trụng bún. Mắt em đi mắt. Khoan, con cứ trụng bún đi. Rồi, còn làm gì nữa không? Làm luôn đi. Bỏ cà chua vô được rồi má. À, bỏ chua đi. Má vô mắt em. Mắt em đi, cái muỗng này, muỗng sạch. Lấy cho má cái chén. Mắm tôm có làm chanh không má? Mắm tôm cho miếng chanh tí bột ngọt. Được rồi. Đó. Hai chén. Rồi, quậy vậy được rồi con. Chảo nước nó sôi được kìa em. Kìa, đổ vô tô bún đi. Thì đổ vô tô đó đi. Khéo cái tay. Đó, rồi trụng đổ qua bên kia. Lấy đôi đũa, dần dần xuống. Lấy đôi đũa trụng đi, trụng đổ qua liền. Chặt ráo. Sạch sẽ, hợp vệ sinh. Anh đi, chứ không hết giờ đó. Mình còn tới 3 phút rưỡi lần em. Nhanh lên đi con. Để rồi, múc trang trí đó. Đi, múc đi. Được rồi, múc đi. Đừng có múc xương. Múc riêu thôi, cà chua. Quyết. Quyết, đậu hũ. Hai cục cà chua. Cà chua. Con múc về xong con bỏ hành ngò lên. Bình tĩnh, cẩn thận. Trời ơi, đẹp mắt ghê không? Hành ngò tí tiêu quá. Vậy thôi, rồi. Rồi, trời ơi, quá đẹp. Rau trộn chưa? Rau trộn đều chưa? Anh tắt giùm em cái bếp đó. Rồi. Cái này phải để ra hai nơi nè. Dạ. Để vậy rau phải để ra hai má. Để ra hai luôn em. Rau cũng hai dĩa luôn. Nhìn đẹp mắt phải không? Quá đẹp luôn á trời ơi. Vẫn còn dư giờ kìa. Bỏ rau ra, bỏ rau ra. Tiêu cho tí tiêu. Đắt miếng tiêu lên không em? Sợ nó đặc. Còn gì nữa không má? Hết rồi. 5 nè, 4, 3 nè, 2 nè, 1 nè. Đó, giờ mới hết giờ nè. Đó, trời ơi. Căn giờ rất sao nó hợp lý hết sức luôn vậy đó. Không phải nhà mình con khen nha cô, thiệt cái em quá giỏi thôi. Cái món bún riêu theo con là không phải dễ nấu. Nhà cũng bao nhiêu thứ, bao nhiêu công đoạn. Lắc nhắc. Em có nấu món này tự ăn không? Có một lần em nấu cho bạn em ăn. Thì giờ nó qua nước ngoài rồi mà lâu lâu nó gọi về, nó nói nó thích, nó thèm. Có nghĩa là thành công phải không? Dạ. May mắn là bữa nay mẹ lại chọn đúng cái món này để mà cho em làm lại. Dạ. Thực hiện nó quá hoàn hảo luôn, đẹp mắt, thơm tho, sạch sẽ. Quý vị dòm đi, có một người đàn ông nào vô bếp nấu xong mà cái bếp nó vẫn còn nguyên vẹn vậy không? Chứ thường mấy cái nhân vật kia vô là banh chành hết em. Cái gì? Vậy hả?
vô anh. Bà vô đây bà dọn. Tại sao đàn ông mà nấu gọn gàng vậy? Hả? Làm đi. Trong khi em gái của tôi là nấu nó phải dọn bài ra. Chứ có người làm người ta làm. Mời chị đi tham quan gian bếp của chúng tôi. Gọn gàng. Dễ thương hết sức. Trời ơi, dư quá trời nè. Một người con trai giỏi vậy vô vậy con múc cho một miếng cho mẹ nếm thử coi sao. Rồi mẹ. Mẹ nếm thử nha. Để coi coi. Nếu mà để con trai ở xa như vậy rồi mẹ có yên tâm không? Rồi con nấu này sao? Nấu nhìn cái tô, nhìn thanh cảnh là chịu. Đẹp lắm, màu sắc đầy đủ. Nhiều người á, người ta muốn nhiều hơn này nọ mà không muốn vậy. Ăn vậy thanh cảnh, chủ yếu ăn với rau, hợp lý. Ngon. 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 Yeah. Con nấu mẹ khen ngon. Dạ, con nấu mẹ khen ngon, đúng rồi. Ở nhà em, mẹ em nấu là ba em khen ngon và mấy anh em ai cũng khen ngon hết. Bởi vì sáng nào cũng được ăn sáng ngon. Trời, mẹ nấu ăn đồ sáng nhà luôn hả? Ơ mẹ chưa, ơ mẹ chưa. Ơ mẹ, cảm ơn mẹ đi. Cả cuộc đời tần tảo. Đối với em là mẹ em là người tuyệt vời nhất. Mình thấy trong cái việc hôm nay Tuấn vô bếp đó thì nói chung là cháu làm vẫn được, nhưng mà cũng mong là cháu nó tiến bộ hơn tí nữa, làm nhanh gọn. Giờ dùm cái đi đó. Giờ vậy nè, em chọn nha. Dạ. Em chọn coi cái món nào mình dành cho nhà hàng xóm bên đó ăn. Món nào mình dành cho ban giám khảo. Dạ, cái này cho ban giám khảo. Giám khảo ha. Này. Rồi, anh phụ em dĩa rau. Dạ. Đi. Qua bển nha. Có bữa đây cô chờ tin nha. Có bưng cho ban giám khảo không anh? Không. Buồn lắm. Bị bên kia ta nấu giỏi quá. Mà nhỏ em tôi nấu tàu lao quá, không biết giờ sao. Thôi kệ, đẹp có quyền. Quan trọng là chất lượng món ăn nữa. Đúng chị. Rồi, mình nãy chất lượng rồi đúng không? Dạ, chất lượng. Đương nhiên là phải chất lượng rồi. Tại biết sao không? Ăn nãy giờ mà gia đình bình ổn, chưa có ai uống thuốc là em mình. Bên đây không những đẹp mà còn ngon. Trời ơi. Con mời cô với Hằng dùng thử tay nghề bất đắc dĩ của con. Thấy không? Món bún riêu tôm thịt. Đi về. Để cho em giới thiệu cái. Sao em? Sao dạ, không món bún riêu tôm thịt. Ăn sao chị mọi người luôn. Bây giờ mọi người quậy cho đều lên xong rồi cho ít mắm tôm và ít chanh vào. Rồi, không mình về cho tao tự nhiên ít nghe. Mắm tôm nha chị. Dạ, nghe nè. Dạ, bây giờ mình cười đắc thắng đi em. Dạ, chúc bác ngon miệng. Cười đắc thắng. Dạ, con mời cô. Đó, mắm tôm còn từ bỏ. Còn cái này nước chân bé gái. Thấy nước đồ gì thấy trong queo. Nhìn thì ngon lắm. Nhìn thì ngon ha. Nhiều khi ăn nó không ngon bằng cái món của mình đúng không? Chất lượng á. Dạ. Bây giờ em thử nha. Thử thử thử. Đó, ngon cô. Chủ yếu ăn cái riêu quá cô ơi. Cái riêu này ngon rồi. Vậy hả? Dạ. Ừ, ăn cũng ngon. Cái viên này là riêu. Riêu này nó phải dai dai chút nữa. Thịt này mình phải quớt. Quớt cho nó giòn giả đó. Giả cho nó dai hơn một chút thì nó sẽ ngon hơn. Dạ. Rồi, bây giờ gia đình mình ăn rồi. Quan trọng vẫn là ban giám khảo. Dạ. Đi, mời xuống gặp ban giám khảo. Bún riêu tôm thịt à, cái trình bày cũng đẹp ha. Ừ, cũng có màu, màu sắc cũng đẹp. Cái tôm thịt á ăn vừa rất là ngon à, không có dai, không có khô ha. À, các bạn phải chú ý ha. À, cái trường hợp này á, cái tôm thịt á, mình phải bỏ chút trứng cho nó bảo vệ cái thịt với cái tôm, không cho nó khô với không cho nó dài ha. Nhưng mà cái nước dùng á thì à, hơi lạc ha, không đủ đậm đà. Hên mình có mắm hôm nay. Hổm một chút mắm vô ăn với rau à, rất là tuyệt vời. Chắc hẹn các bạn một chút gặp ha, trong cung bố gặp. Dạ, đến cái chuẩn cơm mẹ nấu, chúng tôi nhiều khi kiếm được một cái cặp gọi là cái gì, ông trời người ta nói thiếu cái này có bù cái khác. Hôm nay em đã kiếm được cái cặp rồi. Dạ, bên đây thiếu quá trời, bên đây dư quá trời. Dạ, bên đây rửa thớt cũng 6 lần. Dạ, bên đây không có lần nào nữa. Đó. Rồi sao, cửa gì? Hả, gì bên đây đây? Dạ, sau khi mà em nấu xong thì em phát hiện ra em còn trái ớt ở trong này. Trời ơi. Trời đất ơi. Em rửa em móc không có hết ra. Sao mà rơi rớt trống vậy trời. Trời ơi, đâu mà tới giờ này nó còn trong đây trái ớt thiệt. Em là số 1 nha. Số 1 trong lòng chị rồi đó, dễ thương lắm. Em là số 1, số 1 trong lòng biết bao nhiêu cô gái dạ. Coi chương trình này. Nhưng mà giờ quan trọng là trong lòng của Charlie ai là số 1 đây. Đó. Dạ, xin chào hai MC, xin chào hai đội. Đến đây thì không có mang gì tặng anh thôi, em tặng anh trái ớt. Ủa? Làm kỷ niệm. Thôi không được mua chuột nha. Dạ. Và cảm ơn hai mẹ mang đến hai món ngon. Chắc muốn biết đội nào nấu món ốc len
Dạ đời của em à. Đợi tên gì? Dạ đời hủ tiếu. Hủ tiếu? Dạ. Hủ tiếu nấu ốc. Đợi bún riêu tôm thịt. Dạ. Đợi tên gì? Dạ đội em là Đại Bàng. Đại Bàng. Dạ. Bây giờ cho Trác chia sẻ cái ý kiến của Trác hai món này ha. Món ốc thì Trác cảm thấy cái nước dùng á, cái sốt á thì nó hơi ngọt. À. Mới nãy cho Trác biết á, em có xài sữa gì? Dạ em có xài sữa đặc. À, dạ. Sữa đặc hả? Dạ. Nên thì nó hơi ngọt một chút. Thì muốn cái bí quyết muốn nó ngon hơn thì mình xài sữa tươi. Và Trác cảm thấy cái ốc á, cái nước dùng không có thấm vô, mình ăn nó hơi lạ. Bún riêu. Dạ. Ừ. Bún riêu á thì cái tôm thịt ăn nó không có khô, nó không có dài, nó đủ mềm. À, nhưng mà cái nước dùng á thì nó không đậm đà. Thì bây giờ mình công bố nha. Dạ. Đội chiến thắng của ngày hôm nay là Đại Bàng. Đúng không? Đội Đại Bàng. Đội Đại Bàng đây mình số tiền thưởng là 20 triệu đồng. Đến đây không phải để lấy tiền giải thưởng không, mà là một trong những cái kỷ niệm đẹp ha. À, ba mẹ con mình quá đẹp phải không ạ? Chị cũng cảm thấy rất là vui. Mình có làm sao mình làm vậy? Em có màu mè mà dễ thương quá trời, chị thích em lắm. Dạ, còn bên đây nè, còn bây giờ mới công bố luôn. Dạ. Thật ra là mẹ của Tuấn hôm nay đang bị sốt, bị bệnh trong người. Dạ. Nhưng mà bởi vì cũng thích chương trình cho nên là cố gắng đến đây để mà hướng dẫn Tuấn để thực hiện cái món ăn này đó. Thật sự là Tuấn cảm ơn mẹ Tuấn rất nhiều, bởi vì hôm nay mẹ Tuấn bị sốt, cứ nghĩ là không có vào đây được bởi vì mẹ đang truyền nước ở trong bệnh viện. Mẹ cố gắng lắm và đã đưa mẹ vô đây khi tham gia xong chương trình. Thì lại đưa mẹ vào bệnh viện lại để nhập viện lại. Và thật sự cảm ơn mẹ rất là nhiều. Wow. Cảm ơn cô rất là nhiều bởi vì cô đã đến với chương trình trong cái tình trạng sức khỏe như thế. Dạ. Và cô đã hướng dẫn cho Tuấn để có thể thực hiện một món ăn thật là tuyệt vời. Em nghĩ là sau khi mà bác thấy anh Tuấn đảm đang thì bác về sẽ khỏe hơn. Dạ, hết sốt luôn rồi, hết sốt luôn ha. Dạ. À, thật dễ dàng, nếu các bạn muốn tham gia chương trình của chúng tôi hãy nhớ gửi về địa chỉ email nha. Chuẩn cơm mẹ nấu amoc.com.vn. Bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.